chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Vợ Chồng Hai Lúa. Vợ Chồng Hai Lúa. lúa. Thì cả nhà ơi, thì hiện tại là vợ chồng mình đang đi trong ngoài vườn tắt đìa cả nhà. Đó, cái đìa này cả nhà thấy không? Đó. Thì ở dưới đó cả nhà biết ai không? Đó là hai đứa em của mình á. Thì bây giờ là Nghe Chân đang là 14 ngày, ủa 14 ngày 15, 15. 15 ngày cách ly toàn xã hội á. Nên gia đình của vợ chồng mình không có đi ra khỏi nhà, nên quay quẩn trong nhà không à. Thì đó là thằng em út của mình thấy không? Thì bây giờ nhà trường cho nghỉ học rồi, trốn dịch. Đó, bây giờ nó cũng ở nhà. Em thứ ba của mình á thì mấy ông thợ hồ nghỉ hết trơn rồi cả nhà, cho nên mấy anh em tập trung lại tắt cái đìa cá dồ bự bự luôn. Thì ở công trình á mấy ông thầu cũng không có làm nên cho anh em ba mình nghỉ, nên giờ là mấy anh em về nhà hết trơn rồi. Nên có dịp anh em mình quay chung clip kéo nhau ra vườn tắt cái đìa cá dồ, mà cái đìa này là không phải đìa cá dồ cầu á. Đìa cá dồ xin núi sạch đó cả nhà, núi bằng lục bình đó nha. Đó. Thì mấy anh em mình tắt đìa đang đem cá lên đang để dành ăn trốn dịch. À, không ra khỏi nhà, mấy anh em gia đình mình là không ra khỏi nhà, ở trong nhà luôn à. Đó, ăn trốn dịch chứ. Mắc dịch luôn. Mắc dịch luôn. Rồi, cả nhà thích vợ chồng mình, hãy cho vợ chồng Hai Lúa một like, một chia sẻ, một đăng ký, đặc biệt là cả nhà hãy nhớ bật chuông thông báo, quên còn bé sâu rồi nó cũng chạy chạy theo rồi đó, nó cũng nó đi bắt cá đi cả nhà. Cho xuống bắt cá với vợ chồng mình nha. Nó quấn quấn vậy cả nhà. Đi xuống đi để mãi lục bình lên vậy. Nè em quay đây bây giờ mình sẽ lội xuống kéo lục bình lên tiếp anh em, vợ lúa sẽ trên mình quay nha. Chả máy đây, đưa quyền sử dụng cho em. Nè, cái điện thoại em cầm quay ngược lẽ đừng quay gì nó ấy nè. Đó, rồi biết quay phải không? Đó, cả nhà. Đó, giờ lội xuống cả nhà ơi. Ê, lúa. Con lúa lội xuống kìa, bắt cá hôi. Không phải cá hôi đâu cả nhà ơi, bắt cá dồ. Cái dồ người ta thường gọi là cá cha. Cá dồ cá cha khác chị ơi. Cá cha giống như cá dồ vậy đó. Không biết gì chưa cũng nói nữa. Đâu hai con nó khác. Để gần gần nè. Đâu có. Quay nè. Ở đó nắng sao? Thấy không? Thấy. Giờ anh sẽ em ngồi xuống rồi. À, sẽ ấy cho cả nhà xem nha. Đó. Lúa không đang lấy lục bình lên cả nhà. Nguyên một đìa lục bình đìa luôn. Đìa đang là lấy lục bình là ăn đó cả nhà. Nguyên một đìa lục bình luôn mà bây giờ thì dọn lên hết trơn luôn cả nhà. Để tắt cá lên bắt mới được. Đó. Uổng thấy lục bình cũng uổng nữa, nhưng mà tát xong rồi chắc cũng để lục bình xuống là mình trồng lại, gây giống lại, để sau này có bông đâu mình ăn tiếp. Cái này là tát tiếp chừng nào cho xong? Cái này bữa nay là chỉ là kéo lục bình lên thôi. Ngày mai là mới tát nữa, cái nhà lên cho chồng lên. Cái lục bình nó chết. Đây, đem xuống, em lội xuống cho cả nhà nè. Đây xong ngày mai tát. Ồ. Lội xuống quay tận cảnh luôn. Xuống bắt luôn á chị. Chưa tát là gì bắt. Đó, ba anh em đó. Ba anh em đang dọn lục bình lên cả nhà. Thấy cũng cực khổ hay cả nhà ha. Kéo lên xong rồi mai đầu tát cả nhà mới bắt đầu quay nữa. Quay nữa xong mới làm thành một clip đăng lên cho cả nhà coi nha. Còn lâu lắm. Còn lâu thì trốn luôn. Trốn dịch trốn luôn. Đâu vậy, nó đâu nữa hả? Nó kể trên lời kìa. Bây sau đó, đang lôi lục bình vô cả nhà. Lục bình với chứ lôi vô nặng lắm á nha. Nè, lội nè. Cái đèn này cá nhiều lắm cả nhà. Để là cá cá đồng, cá 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 dồ rồi. Thấy không? Hả? Thấy không? Cả nhà thấy mà. Để sao không thấy? Đâu gần nữa được đâu anh. Đó, giờ sẽ quay xong ba anh em. Làm cái này nhẹ hơn đánh cà phê bọc biển mà. Đục cá hết trơn, chắc cá nó chuối hết trơn quá. Coi chừng có tôm càng nữa. Người ta công tử học sinh đó, người ta mới nghỉ học, mới nhà trường cho nghỉ học về bắt người ta bắt cá đìa cả nhà. Cả nhà có ai làm mai cho thằng em mình nha. Tuột quần cái gì kéo quần nhông lúa. Tuột ơi. Chưa lội xuống đìa đã tuột quần cả nhà. Ghê thiệt. Nội cho nó nhảm hoài luôn. Công nhận nha, mấy cái bụi lục bình này nó bự nó cao dữ hay ta.
mình nhìn thấy nó cũng đâu có bự lắm đâu mà giờ tách nó ra cả nhà, thấy cọng nào cọng nấy nó dài dài như thước vậy. Thước tám thước tây vậy. Cái này là cái dồ bự quá nha, nó đâu chao quá phát luôn, cái dồ chiến luôn đó nghe, một con ăn giống 15 ngày luôn. Quá trời, giờ đứng lên quay cái chiến trường mà dục cái lục bình lên cho cả nhà xem nha. Ô xíu nó té rồi. Đó. Giờ em sẽ đi lên cả nhà. Lên cái đường kinh, cái địa này nó cũng cạn. Chứ nó cũng không có sâu không cả nhà ơi. Đây. Nước le lại đây là văng đó. Đó. Đây nè, thấy mặt không? Thấy bản mặt của hai lúa không? Thấy mà. Đâu? Hai lúa đâu? Xa quá. Nguyên một bể chiến trường. Lục bình không cả nhà. Đó. Nguyên từ dày từ đây nè ha cho đến tới bụi tre đằng đó luôn cả nhà. Đằng tre bụi tre mà mút mút đằng đó đó là toàn là xác lục bình không luôn. Chơi lên cũng uổng. Và lục bình nó đang là ra bông mà lại đi lôi lục bình lên cả nhà. Mà không có ấy lục bình lên thì, nó ngồi, giờ ngồi thì mình tát không có được, mình không có tát bắt cá được cả nhà. Giờ mình sẽ đi qua mé bên này chuyển gốc nha cả nhà, chuyển gốc cho thấy thằng em út của mình. Thằng em út của mình giỏi lắm rồi nha. Đỡ ba anh em đều đội nón màu xanh hết trơn luôn cả nhà, giống như là cặp sinh đôi, ít sinh ba. Giống như là sinh ba với cả nhà. Ba anh em ba cái nón màu giống y chang. Wow, công nhận nha. Mà lấy lục bình lên cái địa nó trống ghê nha anh. Ngộ ha, ngộ thiệt. Địa đặt đem lên hết thì trống nha. Nắng chói em mà cả nhà ơi, nắng chói quá. Chói đâu? Chói. Nắng chói. Đảo còn đó nữa. Wow. Quay góc này, góc này. Nó đang ôm cái lục bình. Đâu rồi, đâu rồi? Đó. Ghê thiệt. Quay gần lại. Đâu rồi? Chói quá. Trời chói. Quá. Nắng chiều. Nắng chiều gai gắt. Lòng anh bỗng thấy nức nức. Thơ con cóc rồi đó. Thơ con cóc. Này hồi này cái tép lục bình non lên nấu canh chua ăn được à. Ăn cơm chiều á. Uống lục bình quá à. Út bà ơi. Xuống lên kinh tiếp ta đã chả nó nhàm. Em làm nhanh lắm. Hả? Em làm nhanh dữ lắm. Em mà xuống lội được á. Làm gì cũng chịu. Trời. Em làm nhanh hơn anh nữa. Ô, nó lặn hụp hụp luôn trời. Coi chừng cá nó cắn cái đùm ở dưới. Ô, cái nhà thấy không? Nó lội kìa. Cá dồ bự bự không á. Coi chừng nó cắn đứt nghe ông lúa. Đúng không? Cỡ nào gắt bảo vệ chứ. Bảo vệ nó xài dài dài. Ý, cái dồ dính cái gì kìa. Cái gì? Dính gì đi nuôi kìa. Thần. Dính con dắt. Ý. Giờ mấy anh em sẽ dọn hết trơn tất cả các lục bình này luôn nha cả nhà ơi. Thì giờ em sẽ cũng thấy cá quận quận ở dưới đó cả nhà. Cá quận theo cái có quá trời quận quận đũng bự luôn á. Nó lôi từ mép ở đây nè cả nhà. Nó lôi từ mép bên em ngồi nè ha. Nè, đó. Từ mé bên em ngồi xong nó lôi qua bên đó. Đó, xong cái hai người kia giục lên. Rồi, coi thấy trình luôn hả?
thuyết trình luôn. Lượm con đá. Đó, nắng chiều nè cả nhà, mặt trời nè, đó đang gay gắt luôn á. Nắng chiều em đang ngồi ở ngay mặt trời luôn. Đi gì siêu siêu muốn té gì anh? Hả? Siêu siêu muốn té vậy? Vinh không nổi sao? Đúng rồi. Đói bụng rồi hả? Đói bụng rồi. Đói bụng rồi. Bắt cái dồ lên nướng chao ăn đi. Ồ, trời ơi, sức mạnh chốt con. Sâu rồi còn mạnh hơn anh á. Bé sâu nó còn mạnh hơn anh đó nghe. Bé sâu cả nhà bây giờ nó lớn rồi, cái nhà lớn cái nó dạt hồn rồi, cái mỏ nó dài ra đây nè, công nhận nó cũng mau lớn dữ thiệt. Một ngày là cho nó ăn một tô đây nè cả nhà, mỗi lần ăn xong ha là cái bụng của nó nè bự thiệt là bự luôn cả nhà, cho nên nó mau lớn dữ lắm. Nó lớn nè mà nó dài, sao nó nhỏ nhỏ cảm thấy cưng ha, lớn sao thấy nó cái mỏ nó dài ra, nó già vậy cả nhà. Cũng vui. Nuôi mau lớn, nuôi động vật mau lớn lắm cả nhà ơi. Thôi hẹn cả nhà ở lít sau nha. Ngày mai á thì hai vợ chồng sẽ tát thì và bắt con cá rồ bư cho cả nhà xem nha. Bây giờ hai chồng sẽ kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Cả nhà yêu thích vợ chồng thì hãy cho vợ chồng một đăng ký, một chia sẻ và một chuông thông báo nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye. Lâu làm đi, bye bye.